Xin chào anh em nhé. Đây là cái mẫu áo lục quốc, ba lô lục quốc này. Mẫu này là mẫu mới bên em nhé. Đây này anh em. Mẫu mới là có mấy cái lỗ, em đóng có kêu thợ là may hỏi đóng mấy cái lỗ này cho nó thoáng cái áo lục hơn đó. Cái áo lục này là mình bỏ cái lục quốc vào, xong mình đeo trên lưng. Có hai cái quai để đeo vai trên lưng này. Là anh em mình khoác trên lưng nhé. Mẫu này là bằng vải kaki, có khóa này, có rút đầu trên. Em bỏ vào cho anh em xem. Đây, em bỏ cái lục quốc vào cho anh em xem nhé. Rất là dễ bỏ. Anh em chỉ cần mở khóa thôi, bỏ nó vào trong như thế này. Rồi anh em kéo thêm thôi. Cái lục này bên em là cái mặt sập của nó là 1 chiều 36, 1 chiều 38. Mà em may rộng rãi cho anh em bỏ nó dễ. Đấy. Đấy. Bỏ cực kỳ dễ mà nhanh gọn lẹ nha anh em nhé. Xong anh em rút cái này lại thôi. Anh em rút cái dây này lại. Đó, rút cái dây này lại. Anh em thích có hết gọn cái dây này gọn, anh em thắt một nút vào đây cho nó gọn này. Thắt một nút vào đây, nó sẽ gọn. Đó là cái dây nó gọn. Đây, cái mẫu cũ là sẽ không có đóng mấy cái lỗ này nhé. Mẫu cũ trước em bán á, là không có đóng mấy cái lỗ này. Hiện nay là bên em kêu thợ đóng mấy cái lỗ này cho thoáng hơn. Thoáng hơn mà nhìn nó thẩm mỹ hơn tí. Thì mà cái này bằng vải kaki nhé, dày dặn nhé. Vải kaki dày dặn. May cái khóa này là xài khóa tốt này. Đấy, cho em chọn mẫu khóa tốt nhất. Dây rút cũng là dây rút to. Hai cái bên dây bịa đeo này cũng là dây bịa to nhé. Có chỉnh lên chỉnh xuống ở chỗ này cho anh em luôn. Đó, thì mẫu này là cái mẫu ở dưới đáy này. Khi anh em bỏ dưới đáy rất là sạch sẽ. Khi anh em khoác trên lưng nó sẽ không bị dơ hoặc không bị bẩn, hoặc là anh em để trên xe nó không bị dơ bẩn. Đó. Con chim nó đi ngoài là nó sẽ đi vào được cái trong áo này. Anh em chỉ cần rũ qua hoặc là vài lần đấy, và anh em đi vài lần đó thì anh em giặt đi thôi. Đó, cái mẫu áo này là mẫu áo có đáy nhá. Đáy này là đáy lồng này. Có đáy. Em xoay một vòng cho anh em xem. Mẫu áo lồng. Áo lục quốc nhé. Này là ba lô lục quốc, hoặc là em gọi là áo lục quốc. Có khóa, có dây đeo trên vai, anh em chỉ cần đeo trên vai là xong nhé. Khi anh em đến anh em mở ra rất là nhanh. Anh em đi đâu thì anh em chỉ mở ra rất là nhanh, rất là dễ dàng. Mà khi bỏ vào cũng rất là nhanh. Anh em nào có cần ấy, thì cứ alo cho em. Số điện thoại em để em chèn trên video nhé. Em chèn trên video là ba đầu số bán hàng chính bên em. Khi em ship toàn quốc. Đây là mẫu lục bên em nhé. Mặt 1 chiều 36, 1 chiều 38. Mặt sập của anh em nào, mặt sập của anh em nào chiều 40-42 vẫn vừa nhé. Đấy. Chiều 40-42 vẫn vừa. Cái lồng của em này em bỏ nó rộng rãi thoải mái rồi. Cái áo lục quốc này bên em đang bán là 150.000 bao ship. 150.000 bao ship. Có đây này, có đóng mấy cái lỗ để thông khí luôn. Màu rất là đẹp. Hàng về rất là nhiều nha anh em. Em vừa lấy ở ngoài xưởng may về, đặt thợ may mà. Ok, anh em xem video thì mua hàng thì cứ alo theo số điện thoại em chèn trên video nhé. Cảm ơn anh em đã coi video.